là Phèng chưa gặp bác ý và cũng chưa gặp vợ của bác ý, là rất là tò mò. Thôi, nó còn một cái mà đấy mà nó luôn luôn đến chỗ này. Thôi. Này. Cái quần cuối cùng là cũng đã bị cháy mất. Cảm ơn cô nhá. Cảm ơn. Nhà đi. Xính này. Vâng, em cắt lấy. Mình chia thịt trước có anh đấy. Có thì ăn cháy à? Cho anh một miếng cháy nào. Đây. Hơi đen các bác. Vâng. Rồi mời các bạn ăn cơm nhá. Mời đại gia đình ăn cơm nhá. Món canh rau cải này. Khán giả trên kênh của Phèng Phèng dùng cơm với gia đình của cháu Xính cùng với tất cả mọi người. Cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ chơi hết một hẳn một sâu thịt vào đấy rồi gì nữa. Xin chào các bác thân mến, hiện tại thì Phèng đang ở gần khu vực gia trang nhà em Xính một chân các bác. Hôm trước Phèng đưa em Rào, em Giàng và anh Xài với cả em Xính một chân đi lên nhà ông thầy thuốc để chữa chân cho chị dâu Xính một chân các bác. Thì hôm qua Phèng có lên xem lại chân thì là qua 3 ngày đắp thuốc thì nó đã mềm ra và em Giàng đã đi lấy thuốc lần thứ hai. Đấy là một cái tin vui đầu tiên Phèng báo cho các bác từ tập trước. Còn một cái tin nữa, ngày hôm nay thì Phèng đi lên nhà em Xính một chân với lý do là các bác lần trước ấy, quay video thì tóc của Xính nó rất là dài rồi các bác ạ, cực kỳ dài, và khán giả các bác bảo là Phèng lên bảo em ấy cắt tóc đi. Hôm trước thì Phèng đã giục em đi cắt tóc rồi, hình như cả chú Đồng Hải cũng bảo là đi cắt tóc. Đấy, nếu mà không có tiền thì Phèng sẽ đưa cho. Đấy, thì bảo em rồi, em ấy bảo là cắt tóc rồi. Nếu mà anh nên mà em chưa cắt tóc ấy, thì anh tự cắt tóc của em. Hôm nay Phèng mang theo tông đơ các bác này. Đây, đấy, đưa các bác xem. Là thực sự với các bác là Xính là một nhân vật rất là đặc biệt, là rất là nghị lực, nhưng mà đợt vừa rồi không hiểu tại sao em lại thích để tóc dài. Đây, thì tông đơ các bác nhé. Đấy, thì hy vọng là lên là không phải sử dụng cái tông đơ này. Đường lên nhà lán nhà em Xính một chân này các bác, thời điểm hiện tại là tối hôm qua là mưa, đi cực kỳ khó. Phèng dùng con xe quay chiến của Phèng phi lên, nhưng mà nó cũng đi được một đoạn này, xong nó lại dừng xuống. Giờ mời các bác đi lên thăm gia trang. Với cả một điều đặc biệt nữa là Phèng từ ngày bác Đồng Hải là ở đây này gặp rồi này, sau đó bác đi Phan Thiết, đi Đồng Nai ấy, lấy vợ không. Đấy, nên là Phèng chưa gặp bác ý và cũng chưa gặp vợ của bác ý, là rất là tò mò. Hôm nay đưa các bác lên đây là một là xem là Xính cắt tóc chưa, thứ hai là thăm lại gia trang, thứ ba là xem vợ bác Đồng Hải có xinh như lời đồn không các bác. Bây giờ mời các bác đi cùng Phèng nhá.
Thế các bác bây giờ đã gặp Xính rồi, em Xính xuống đón Phèng Phèng các bác ơi. Đấy. Nhưng mà tin rất là vui em đã cắt tóc. Hôm em cắt tóc ở đâu ấy hả Xính? Cắt ở chỗ Thuận Hòa. Cắt Thuận Hòa đấy. Ừ. Cắt như này phải đẹp trai không? Các bác bảo là nhân vật nổi tiếng, bao nhiêu người xem mà không cắt cái tóc đi nhìn xấu. Đấy, cắt tóc thì đẹp trai. Giờ hai ngày gội đầu lần nhỉ? Hả? Thỉnh thoảng tối mình tắm mình cứ rửa chứ. Rửa đầu à? Đi, thế bác Hải đâu? Bác Hải đang là quay xe thế này đó. Thế vợ bác Hải có đấy không? Hà Xính? Có chứ. Úi giời, quay xe, chở được anh không? Được rồi. Xe của Xính có cái nốp ấy các bác, đây này, cái nốp bằng xích này. Đấy, nên là dễ đi hơn, nó không bị trơn. Nếu mà không chở được thì bảo anh nha. Được mà. Áo sợ rách te tua này. Nào lên đi. Nó cắt rách rồi. Hả? Không, nó bổng, đầu bốc đầu đúng không? Đúng rồi. Nó bốc đầu. Nghe tin vợ giảng chưa? Qua em xem video hả? Ấy, nó mềm ra rồi đấy. Thì người ta tự cảm nhận được chân của người ta chứ mình làm sao mà ấy được. Chắc là thật đấy em ạ, bởi vì anh thấy nó nắc nó cũng nghiêm mềm ra rồi mà. Cẩn thận nhá. Vợ bác Hải là người Đồng Nai à? Phải không? Phải. Bây giờ bác Hải là cứ đi đâu cũng là nhà nhỉ? Bác Hải là quê ở Tuyên Quang các bác. Nhưng bây giờ lấy vợ ở Đồng Nai. Ai đằng trước kia? Không phải là người ấy đâu à? Người nhà mình đâu à? Để củi. Chào anh nhá. Ui. Trời ơi, Xính ơi. Thì ai đấy? À chào nhá. Từ. Đang làm gì đây? Bác gừng. Đây là vườn gừng này các bác. Biết rồi mà. Vườn gừng ấy họ ăn cắt hết đấy. Họ lấy hết á? Trổ hết rồi kìa. Ui, họ đào mất trộm mà. Nó nhổ cái nào có nhiều nó nhổ đấy. Lâu chưa? Họ lấy lâu chưa? Chả biết. Đây à? Đây các bác này. Đây này, họ nhổ mất gừng này này. Đây là mình nhổ hay họ nhổ đây? Cái đây là họ trộn, không nên họ hút đấy. À. Nó nén đầy hết này. Thế là mình không biết à? Nó trổ hết kìa. À ừ nhỉ. Nó nhổ hết rồi, nó lấy hết rồi. Còn bán gừng nó phải nhổ ra, kéo phải lấy hơn gần 3 tấu rồi. Em phát hiện đâu chưa? Sáng nay vừa mới thấy. Ui, nó ra đây này. Nó ra đây đúng nó. Ôi, nó ra đây nó ấy này. Nó rộng quá đây này, cái này. Cái nhánh này to này nó vẫn không lấy này. Nó đẩy túi rồi. À, cái này là nó mới đào đúng không? Chắc nó phải nhổ được khoảng gần. Đây này. Một bao tải rồi. Ui, nó nhổ xong nó tập kết ở đây không bắt đầu nó. Nó sợ em xong thằng cái thằng này ấy, nó phải hai thằng kìa, nó lấy một đống cái nữa cả. Kìa. Một đống cái nữa, một thằng nấp kia, một thằng nấp. À, đây một thằng nó lấy mang vào đây nó ngồi trong này nó lấy củ nó cắt cái cây ra các bác này này. Ôi. Nó, cái thằng này nó phải lấy được hai mấy thằng bao tải. Đây này, nó lấy nó bẻ những nhánh đẹp nhất này này, nó lấy gáy nó cũng không lấy này này. Anh nghĩ này, cái này chắc mới hôm qua thôi. Không, cái này chắc được một tuần rồi. Một tuần bây giờ phát hiện. Rộng quá ở đây, không em không vào đây mấy này. Không biết nó lấy từ khi nào không. Giá nó về nó nhổ ra cái đồ kia mới đang có nó cũng không lấy. Cái nó lấy chắc đây tải nó không lấy nữa. Đây nó nhổ hết cái khu này này. Nó vặt hết sạch nó không dám lên cái này lấy mấy cái này không kiểu nó xấu một tí. Đây này cái này nó không lấy nữa này, vứt đây. Đấy, nó đầy túi nó không lấy nữa. Ôi, đúng này. Vườn mình rộng nên là mình bị rậm nữa này không để ý được. Đấy. Không, nó rậm nó mà nó trộm 3 ngày thôi. Nó vào nó lấy lúc nào mình có biết đâu, mình có thấy đâu. Trộm hết rồi, hai bao tải gừng đi. Nó nhổ hết cái bãi, nhổ hết rồi, nhổ hết sạch. Cái gốc to nhổ hết rồi. Nhưng mà gừng này sắp thu được chưa? Thu được rồi, thu được nó chỉ có nó chưa nó đang chuẩn bị chết rồi này. Bây giờ nó nhổ hết gốc to rồi, còn
nó nhiều không, nó đầy túi nó không lấy, nó lấy thế luôn. Đúng là ác thật đấy, nhưng mà anh nghĩ là người ta phải ở đây người ta mới biết được. Không, họ đi rừng đây suốt họ biết mà. Họ biết được là mình là một là khuyết tật, thứ hai là người ra người vào, nó để ý được thời gian. Họ biết rồi. Thế này có ngừng rồi. Ừ. Thằng bái nó nhổ hết sạch rồi. Có tổ. Cái cây này nó chê ở đây, nó không thấy đâu. Mình không thấy nó đâu. Trên này lại không có điện để lắp camera nhỉ. Nếu mà có camera dùng điện năng lượng thì cũng được, một tấm pin ấy. Thế là vợ phó này nó chữa đã cho đi khám chưa? Chưa. Sao chưa cho đi siêu âm đi? Hả? Thế là nó nhổ này, nhổ có to đi để có bé. Để nó ngồi xếp rồi. Đây này, nó nhổ vặt rút đi này. Ờ, nó cắt rồi này. Nó cắt hết rồi. Bây giờ mới ra phát. Thế được phải hơn 2 tháng rồi vợ ơi, chữa ơi, đúng không? 3 tháng rồi. Thì cho vợ đi khám được rồi, đi khám sàng lọc siêu âm thôi. Ờ. Thế đi đi về nhà đi, bảo vợ tí về ăn cơm. Anh mua ít thịt lên. Đây các bác, đây vừa đi lên này. Đấy, ngã xe máy này, trượt ra rồi. Ý, này. Nhưng mà cái này quá là bình thường với Phèng Phèng. Các bác xem hai cái khỉu tay của Phèng ấy. Nhà chú ở tận đâu chú? Thuận Hòa. Vâng. Cháu chào chú nhá. Đi, tiếp tục về nhà đi. Còn còn chim sắt đấy. Chỗ này phải phát hết đi em ạ. Cho nó thoáng. Chứ chó thì nó cũng không chạy ra đây đâu, phát hiện ra được. Tối là nó cũng phải trốn. Trốn tít vào trong nhà hả các bác? Này nó trốn mấy ngày hả? Hai thằng đấy. Này. Nói chung là trộm thì là thường thường nó sẽ đi hai thằng. Một thằng là cảnh giác. Thì nó xác định là nó rình mình thì nó phải là xem là mình đang ở đâu, mình đi đâu, như nào nó mới lấy chứ. Cứ cẩn thận nhá. Ừ thì lấy của người giàu chia cho người nghèo thì còn được. Đây lấy của người nghèo thì cũng không tốt lắm đâu. Ô tê. Xuống đi. Nuôi à, nuôi à. Để đâu em? Em xem bỉm nghe được chưa? Đây này, phải loại này không? Đây này, mới là mua một ít thịt này, này ăn cơm. Hai vợ chồng bác Hải đâu rồi? Đang làm gì? Làm được nước xuống dưới. Làm hết cái cát rồi chú Hải về. Ừ. À. Cảm ơn anh nhá. Đây có cái bình. Thôi. Cái hương mũi rơi mất rồi. Rơi nửa đường rồi. Ờ. Rơi mất rồi, cứ đi vào nhà đi. Cái này cái gì đấy em? Không có gì à? Để cái thùng để đấy. À. Đây rồi. Chào chị nhá. Chị bác Hải đâu rồi à? Chưa thấy về. Thế à? Lần đầu tiên được gặp chị, xem qua kênh YouTube rất nhiều. Dạ vâng. Cảm ơn em. Chị là người Đồng Nai nhỉ? Đây, chị sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa nhưng mà sống ở trong Lâm Đồng. Lâm Đồng. Xem qua kênh bác Hải xem đám cưới linh đình. Nhưng mà chị ở ngoài nhìn đẹp hơn. Ừ,
Vậy á, vâng, cảm ơn nhiều. Dạ. Chị lên đây thấy cuộc sống bà con ở trên này nào? Thấy ở trên này rất là vất vả, đường đi đối lại nó khó khăn. Dạ. Thế là chị ra đây cũng được lâu rồi nhỉ, đi một vòng vùng cao rồi. Thì cũng đi thăm những cái nơi mà anh Hải đã đến thôi, dạ. Nhưng chưa đi được nhiều. Dạ. Em là Phan Phan. Dạ vâng. Còn em này. Em là Đình Vũ ạ. Em Vũ ạ. Dạ. À. Nhưng mà kênh là Phan Phan. Kênh em là Phan Phan. Em ấy ở em ấy cùng làm, hai anh em cùng làm. Em cùng làm. Dạ vâng. Hiện tại thì em đang quay phim. Hỗ trợ Phan Phan. À. Dạ. Nhưng mà chị là sinh ra ở Thanh Hóa đó. Đúng rồi. Xong là lớn này ở Lâm Đồng nhỉ? Không, sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Nhưng mà bây giờ là đang ở Lâm Đồng. Đang ở Lâm Đồng. Dạ. Bác Hải đâu rồi ạ? Bác Hải chưa về. Đây này nghe thấy tiếng này phải không nhỉ? Không phải. Phải rồi. Phải bác Hải không? Không à phải. Cái chú ấy đúng không? Chú nào? Cái chú chặt cỏ đây. Nhưng mà chị bác Hải có nói gì về em không? Không thấy nghe nói gì. À, không nghe nói gì. Nhưng mà chị với cả bác Hải là cưới được bao lâu rồi nhỉ? Cưới từ hôm 11 tháng 8 dương lịch. Dạ, 11 tháng 8 dương lịch. Đến bây giờ là tháng 11. Tháng vào nhà ngủ anh. Đúng rồi. Là được 2-3 tháng rồi. Đúng. 3 tháng. Chúc mừng chị nhá. Cảm ơn. Dạ vâng ạ. Chào bác. Dạ. Thế thì cái dự định của chị là bao giờ thì quay về? Chị thì chắc là chị cũng không ở đây lâu. Dạ vâng. Mà dự định ngày nào thì chưa biết. Nhưng mà cái mà rất là đẹp là từ giờ đến lúc mà về già là hai người cứ thong dong đi khắp nơi. Chị là em hỏi chút là chị có mấy con lớn ạ? Chị có 2. Là trưởng thành có gia đình hết rồi. Một cháu thì có vợ có con ở riêng, còn dạ. Một cháu lớn thì làm. Thế thì bây giờ mình cũng không vướng bận gì nhỉ? Đúng rồi. Thời gian là thoải mái. Hôm nay lên ăn cơm với mọi người. Chào bác Hải. Bác Hải chắc đang ở đây. Đây. Ra gặp diễn viên điện tử Đông Hải. Bác Hải ơi. Đây rồi, người đẹp. Chào bác tay. Đấy, từ từ nâu đã. Chào bác Hải nhá. Dạo này bác đẹp trai đấy nhỉ? Đúng đẹp à? Nhưng mà bác Hải, nhưng mà cháu hỏi bác chút đằng trước em. Thì bác Hải, bây giờ gọi bác Hải thì gọi bằng chú thôi. Đấy, hoặc là, nhưng mà cô thì có khi gọi bằng cô lại tự ái. Gọi bằng chị. Tùy lòng khảo thông. Hay là gọi bằng cô chú nhá. Đúng rồi. Nhưng mà vào nhìn cô trẻ kia gọi bằng trẻ cô. Trẻ cũng năm mấy rồi gì nữa. Dạ. Nhưng mà cháu hỏi bác Hải tí là trước là bác quen cô kiểu gì? Tình yêu sẽ đánh à? Không, cũng nhờ bọn cháu đấy. Là như nào à? Nhờ bọn mày với ai nữa? Cháu này, Thắng này, Tay TV này. Thế là ba người coi như đã. Thế là cô xem qua kênh đấy à? Thế cháu có nhớ là khi bắt đầu chú lên trên Lũng Cáng mà cái hôm quay con lợn ở trên đấy, xong bắt đầu cháu còn quay cho chú làm bếp không? Có. Thì bắt đầu chú mới đang tập làm YouTube là lúc bọn cháu động viên chú. À. Chú làm YouTube thì làm cái cô là khán giả. À thế à, tuyệt vời quá. Khán giả thì nói chung là cô cũng cứ nói chung theo dõi kênh của mình thôi. Dạ vâng. Thì cô cũng có cái tấm lòng coi như là thích thiện nguyện. Dạ vâng. Nên khi thế khi thì cô chú quen nhau rồi, thế lúc chú ngỏ lời thì yêu luôn, cưới luôn nhá, rồi cưới luôn, ui ôi, đấy như thế, máu hơn ong đốt các bác, ong đốt thì đấy có rồi, mới nhưng mà thế là quen nhau từ lâu, nói chung được bao nhiêu lâu rồi? Được một năm rồi. Một năm, đấy mà đăng ký kết hôn là hiện tại được hơn 2 tháng. Ừ, mới đăng ký kết hôn đó. Đây bây giờ là hoa đã có chủ. Ừ, đấy. Bây giờ là coi như là liệu hôn đấy. Vào nhà đi. Dạ vâng. Chú vừa đi ra cái việc đi quá. Hôm trước các bác bảo là xính này phải cắt tóc đi. Đấy, bảo xính phải cắt tóc đi nhưng mà lên là cắt tóc rồi. Hôm nay cháu cầm tông đơ lên, nếu mà chưa cắt là cháu cắt luôn đấy. Đây này. À, đã cắt rồi. Chú lừa. Đây à? Nó bảo là nó để bán lấy độ 400.000. Dạ. Chỉ một thời gian nữa thôi. Dạ. Được rồi, 400.000 chú cho. Dạ. Thế chú lừa thôi, làm gì có. Thế à? Thế cắt xong là không cho tiền luôn. Không, lừa mà.
cháu ơi, Xính khôn lắm mà vẫn bị lừa đấy. Vô cái thằng này là bị bác Hải lừa vô. Phải cắt cái tóc đi nhìn cho nó sáng sủa, cho nó đẹp, chứ để như thế là hơi xấu. Người ta phê bình quá thật sự. Không kệ, thế này được, để này lên TV này. Nhưng mà hôm nay là bữa cơm là đông vui ấy. Bác cháu mình có cả em Xính cắt tóc này ấy. Xính là không cắt tóc này, các bác bảo thôi đừng có quay nó nữa. Thì đấy thì nói thôi, có nghĩa là chú Hải ở đây mà chứ còn để cho cái đầu nó như thế thì nó dạ. Nó ra làm sao được, đúng không? Chú Hải ở đây thì nói thật chú cũng coi như là bố dạ. Nuôi của nó dạ. Đấy thì coi như là không nuôi đâu, nhưng coi như là ông bố nó dạ. Thì bảo cái gì cháu cũng nghe, bởi vì lên đây chú cứ mó tay vào lên tinh, nhưng nếu không thì cháu nó bận ơi là bận đủ thứ việc lên. cháu hỏi bác Hải nha, vừa nãy mới hỏi qua rồi đấy, xem trên kênh nào đấy. Cái gì đấy, cái gì chọc vào đấy này đấy, tay trần chú không bác. Ê, nhưng mà cháu bây giờ cháu gọi bằng cô đi, bởi vì gọi bằng chị thì trẻ quá. Nhưng mà thực sự với các bác là cái YouTube này nó có một cái rất là hay, đó là ngoài kết nối thiện nguyện ra ấy, thì là còn có cả kết nối tình thương các bác. Đây là một chuyện mà nếu mà không có YouTube thì không có thể là cứ hàn gắn kết nối được tình cảm mà giữa hai con người đấy, đơn độc nhưng mà ở xa khu vực vị trí địa lý. Một điều vô cùng đặc biệt là lúc bác Hải là lấy vợ ấy, đăng ký kết hôn mà quay YouTube ấy, tin như kiểu sét đánh ngang tai các bác. Không thể là nghĩ được. Ngày xưa bác Hải sống một cuộc sống cũng phiêu lãng, phiêu du, có một mình thôi. Lên đây là cống hiến giúp. Không phải một mình đâu. Nói tâm sự cháu là trước cũng có người yêu. Có người yêu chứ không phải là một mình. Là nhưng trước mà cô đúng không? Có không? Không, chứ trước khi cưới cô, trước khi ấy thì là cũng có một người yêu, nhưng mà nói thật sự là bác thì năm nay tính ra là cũng ngoài 60 tuổi rồi, già rồi, bây giờ cứ sống lơi phơi thì nó không ra làm sao mà yêu một cái cô, cũng có yêu chứ không phải không yêu. Dạ. Yêu nhưng mà người ta không thật lòng. Người ta không muốn, có nghĩa là người ta chỉ muốn là chỉ yêu thôi. Yêu thôi, người ta không muốn xây dựng cuộc sống gia đình, có nghĩa không ràng buộc. Không ràng buộc. Như mình cần là cuộc sống gia đình. Dạ. Để đến lúc già chăm sóc nhau chứ không phải lúc trẻ để chơi. Bây giờ cái tuổi này chơi cái gì nữa, có nghĩa để lúc chăm sóc nhau, lúc ốm, lúc đau. Dạ. Rồi lúc vui, lúc buồn, nhất là cái công việc đi thiện nguyện này thì rất cần phải có người động viên. Dạ. Bởi vì Phèng Phèng đi làm thì Phèng Phèng biết rồi. Dạ. Đi làm nó xa xôi rồi đủ mọi thứ, rồi rất nhiều cái nên đâm ra mình phải cần có một cái gia đình, mà phải cần có một người ta ở bên cạnh mình, người ta biết coi như chia sẻ động viên. Dạ. Thì đấy, gặp cô là một khán giả và Ngọc Thúy nhỉ? Ngọc Thủy đấy, các bác một tình yêu vô cùng đẹp, không phải là tuổi 18 đôi mươi nữa, không phải là cái tuổi mà còn chập sức bước vào đời nữa, mà một tình yêu trung liên đấy. Tuổi này là thực sự với các bác là không phải là ai cũng có thể đến với nhau bằng một cái trái tim ấm lòng như này đấy. Chàng nói như thế, nhưng mà bác Hải là một cái mà minh chứng cho cái việc là tình yêu nó không có tuổi tác đấy. Các bác cứ có tình yêu, các bác sống hết mình, hãy đến với nhau đấy. Bây giờ cũng có rất là nhiều các bác bằng tuổi bác Hải đấy, cũng lớn tuổi rồi, cũng bị nhiều cái gọi là do áp lực từ phía gia đình này, con này, hoặc là cô cũng thế đấy, người phụ nữ áp lực từ con này, gia đình này, đấy, mọi người là có thể là bản thân cảm thấy cô đơn, lạc lõng, cần một người bạn đời để tâm sự, nhưng mà người ta không dám đến với nhau vì gia đình con cái. Thì Phèng thấy là cuộc sống bây giờ, xã hội bây giờ nó phát triển rồi đấy, các bác nào trong tình trạng là đang như bác Hải mà muốn gắn kết gia đình ấy, thì các bác lên làm những cái điều mà mình mong muốn. Đấy là cái điều mà thực sự với các bác là qua kênh YouTube đấy, làm được cái điều không thể. Đấy, thì hôm nay mới được gặp cô Ngọc Thủy. Giờ chẳng còn phải nói gì cả. Bây giờ mấy bác cháu mình nấu cơm. Rồi bây giờ mà xin phép Phèng Phèng coi như mượn kênh Phèng Phèng hôm nay được lên TV. Dạ vâng ạ. Dạ. Từ sáng xin gì ra cho khác thế này nào. Từ. Bây giờ xin ra gì tí đây nào. Nay coi như là cũng nhờ qua kênh của Phèng Phèng. Dạ. Coi như là cô cho chú bác Hải dạ tâm sự một chút. Dạ. Về cái cuộc sống của bác thì sống nói chung trước đây thì Phèng Phèng thấy là bác sống đúng như thanh niên đúng không? Dạ. Sống đúng như kiểu thanh niên, nhưng mà rất muốn có một cuộc gia đình từ lâu rồi, nên đến khi
bây giờ xây dựng gia đình này này, có rất, cũng rất nhiều người, người ta không hiểu, người ta nói nọ, nói kia linh tinh, người ta bảo thế nọ, nhưng mà thôi kệ. Dạ. Với bác Hải thì không cần thiết, bởi vì bác Hải cần nhất là cái cuộc sống của như các cụ đã nói, con chăm cha không bà chăm ông. Dạ. Cần nhất cái hạnh phúc gia đình. Dạ. Chứ không cần cái chơi vời linh tinh. Dạ. Nên bác Hải đến với cô đây thì là nhất trí với nhau là đăng ký kết hôn và có mặt của con cái tất cả của gia đình, mọi người đến, những người nào có thể đến được là đến, thì chú cũng bác cũng tổ chức 12 mâm. Dạ. Đấy, có cũng quay lên YouTube đàng hoàng, nói chung cũng được mọi người rất là ủng hộ, con cái từ ngoài miền Bắc này bay vào trong Lâm Đồng. Dạ. Để đấy để dự tổ chức xong, cô cũng không bao giờ nghĩ rằng là từ cách đây 2000 cây số mà lại được ở trên nhà Xính. Dạ. Rất đương mà mình bảo là đi xem, cũng hay xem kênh của Nguyễn Tất Thắng, xem kênh của Đồng Hải, rồi xem kênh của Phen Phen đấy, bảo là ước sao là được ra Hà Giang thôi. Ừ. Chưa nói lên Lán Xính, bây giờ lại được lên Lán Xính mà được ngủ ở Lán Xính thì phải đốt củi. Dạ. Đấy, thế là rất là hạnh phúc, rất vui vẻ rồi. Quá là tuyệt vời các bác. Đấy. Đấy. Một lần nữa là minh chứng không có tình yêu, không tuổi tác, không biên giới, không có khoảng cách các bác. Đấy, là các bác còn trẻ đấy, thì cứ làm những gì mình mong muốn. Thì tất nhiên là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, ví dụ nhà gia đình êm ấm trong cái vòng an toàn của họ ấy, thì họ thấy là cuộc sống của những người người ta vấp ngã, từng vấp ngã rồi ấy, thì người ta nhìn theo một khía cạnh khác. Đấy, những người mà ví dụ như người ta đã từng vấp ngã rồi đấy, thì người ta sẽ có cái nhìn là đồng cảm hơn. Yeah. Thế là tất cả mỗi người một ý kiến, nhưng mà đấy là ý kiến của tất cả các bác, là mình cũng không khen không chê, mình ghi nhận. Yeah. Ta chỉ cần coi như cứ cuộc sống gia đình ta hạnh phúc đã. Dạ. Xong ta làm được những điều việc gì là ta muốn và làm được gì tốt nhất. Dạ. Thế hay quá. Nhưng mà bác Hải nè, đấy, cô Ngọc Thủy nhờ, đấy, có cái gì mà làm bác có tình cảm để mà yêu đương ba cô có cái gì, gọi là tài gì không, nấu cơm ngon, giặt quần áo hay yêu thương chồng con, có cái gì mà bác cảm thấy là nói chung là cái gì cũng được, của người phụ nữ. Yeah. Nói chung cũng có nói chứ. Dạ vâng, thế thôi. Ừ. Chứ còn bác Hải thì cũng không quan trọng lắm, bắt phải cái thế nọ thế kia. Ừ. Sống trong gia đình là cứ hòa mình. Ừ. Lúc cậu bận thì tớ rửa bát. Đấy, cậu rửa bát thì tớ quét nhà. Thế thôi. Bác Hải, bác ấy nói đúng các bác. Bác ấy nói một câu gọi là không có thể phủ định được, đó là cô Ngọc Thủy có những cái mà phụ nữ có. Thôi, mình đi nấu cơm đi. Ok. Bác. Hôm nay xích nhất là được lên TV. Đây đang nấu cơm này. Đấy, thịt tí cho luộc đi. Cái rừng này bị cái này lấy hết rồi. Vâng, hết. Anh có mấy vợ rồi? Chưa vợ à? Ờ, đấy. Trai tơn đấy. Thế là vẫn còn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Non tuyệt đấy. Sinh năm 18, tuổi ngựa. Ờ, sinh năm 78. Thế thì hơn Phen Phen đúng một giáp, Phen sinh năm 1990, anh hơn em 12 tuổi. Ừ. Tuổi ngựa là nó phải đi nhiều, đấy, phải đi xa, mà cũng thăng trầm vấp ngã nhiều. Ừ. Hơn Phen Phen một giáp. Trai tơn đấy. Dài tân luôn. Chưa bao giờ lấy vợ. Nhưng mà anh có người yêu chưa? Chưa có người yêu luôn. Chưa gì và lầy lọ luôn. Lấy một đời rồi. À đấy, có một tập. Nhưng mà lần xưa sao vợ đợt trước đâu rồi à? Bỏ đi rồi. Vợ bỏ mình hay mình bỏ vợ? Bỏ đi rồi. Phải nghĩ là vợ bỏ. Nhưng mà anh thì cũng thật thà mà có chút chậm chạp. Thôi. Anh hơi làm việc hơi chậm tí, nó bỏ đi. À, nhưng mà anh có con chưa? Chưa đâu. Chưa có gì hả? Chưa có. Vâng. Gì. Thế thì hôm nay phải mời anh ở lại ăn cơm nhá. Anh tên là gì ạ? Khánh. Anh Khánh. Đây các bác, một anh Khánh. Lệnh Văn Khánh, Thuận Hòa. Lệnh Văn Khánh, Thuận Hòa các bác. Đấy. Là anh ấy chưa có, bây giờ hiện tại là đang độc thân. Nhưng mà phải nghĩ là anh ấy cũng vất vả trong chuyện tình cảm. Chậm chạp. Ai chưa có người thương đến tìm anh ấy ạ? Cứ gọi điện cho em Xính này. Đâu, túi thịt đâu rồi Xính ơi? Trên đấy, một trên nướng để cho nó cho hoành tráng. Này, Phèng quay cô Ngọc Thủy. Lâu quá, lên TV thế này.
Thế là trước đây cô cũng xem kênh của cháu rồi đúng không? Có. Thế à? Đây đây. Xem kênh của cháu. Nhưng mà cô chưa gặp mặt cháu cô nhỉ? Đúng rồi. À. Nhớ là phải cảm ơn Phen Phen nhé. Phen Phen là một trong những người đầu tiên dẫn dắt cho chú Hải là biết bật kiếm tiền như thế nào. Kênh của chú này sao không bật? Chú không biết đâu mà bật. Nhưng mà từ ngày cưới chú Hải thì cô lần đầu tiên là ra ngoài miền Bắc đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Lần đầu tiên ra Hà Giang. Cô đang sống ở miền miền trong đấy là miền chắc là cũng là phần trung du rồi nhỉ, cũng có đồi đúng không ạ? Ở Lâm Đồng thì cũng đồi núi. Nhưng mà đồi núi trong đấy là đất đỏ phải không cô? Đất đỏ mà trồng cây công nghiệp, trồng cây cà phê, cây tiêu đúng không? Tiêu, rồi dạ. Cây ăn trái nữa. Dạ. Ở trong này có cái củ sắn này không cô? Có, trong đó người ta cũng trồng. Đấy là thì cô có cảm nhận gì khác cái khu vực cô sinh sống với ở ngoài này không ạ? Không, tại vì hồi xưa cô cũng sống ở Thanh Hóa mà. Dạ. Con dao không nhỉ? Con dao đấy. Đâu? À. Nên là cũng không lạ lắm, nhưng có điều là lâu ngày không về miền núi ngoài Bắc mình âm ra bị rét thì cũng hơi chưa được hợp lắm. Ở trong chưa kia là thích nghi lắm. Ở trong kia là có hai mùa cô nhỉ? Trong kia thì có hai mùa. Mùa mưa với cả mùa khô đúng không? Đúng rồi. Là mùa nắng với mùa mưa. Đấy, không có xuân hạ thu đông bốn mùa như miền Bắc. Đúng rồi. Nhưng mà mùa mưa ở trong này có lạnh đúng không ạ? Không, ở trong đấy thì nó bình thường lắm. Ban ngày thì nắng còn tối đến thì không phải nằm điều hòa đâu. Dạ. Thế là hai cô chú là đi xe máy cũng đi được từ trong Lâm Đồng ra đây đúng không? Không. Cô ra bằng ô tô. À, xe khách chứ. Đúng rồi. Cô ở đây chơi lâu lâu nhá. Cháu quý cô chú có khi cháu lên nán này nhiều nhiều. Cô thì chắc là vài ngày nữa có thể là cô phải vô trước vì có một số cái công việc ở trong kia. Dạ. Chú Hải bảo là lấy một nửa tí đã nướng cô ạ. Thế cắt đôi dần luộc một nửa nhỉ? Vâng. À, tí muối để cho nó sạch. Dạ. Sao? Cháu mua hơn 2 cân cơ. Nhiều quá. Dạ. Thịt lợn ở ngoài này với ở trong đấy cũng có khác nhau tí nào không cô? Ở ngoài này lợn đen ngon hơn trong đấy đấy. Ngon hơn. Mình mà không biết mua là mua thịt ở ngoài kia cũng là công nghiệp. Nhưng mà thịt ở trong bản này thì không phải công nghiệp. Đúng rồi, thịt trong bản này ngon lắm. Chắc luộc miếng này thì còn miếng này để nướng nhỉ? Dạ vâng. Chắc là lấy que nướng cả tảng hay sao? Nướng cả tảng á? Cháu không biết được chú Hải. Có tay. Đấy, miếng thịt ngon quá. Dạ. Bắt cái nồi thịt luộc lên. Đấy các bác. Món thịt nướng các bác. Hôm nay thì ở đây nó không có gia vị mấy nên mình ướp qua đây chứ còn không có nhiều thứ. Chứ còn trước đây thì Đồng Hải cũng còn bán bún chả, thế là cũng hay nướng thịt kiểu này. Thịt nướng chả thì nướng chả thì họ nướng bằng kẹp. Thịt ba chỉ không. Thịt kẹp người ta không thích ăn bằng thịt xiên này. Dạ vâng. Đấy, có nghĩa là kẹp là người ta kẹp cái chả băm ấy, còn cái nhiều người vào quán người ta gọi là người ta không ăn cái chả băm mà người ta ăn chả thái. Thịt nướng xiên. Tính ra là bác Hải lên đây là em xính em biết làm nhiều món chứ, còn đâu bình thường là bà con trên này chỉ có luộc hoặc là cho tất vào xào. Chủ yếu là cứ luộc với xào thôi, xào là chủ yếu, còn luộc cũng ít thôi. Dạ.
cái cũng là một miếng thịt nhưng mà mình nướng lên này ăn ngon hơn nhiều. Ừ, nó thơm, nó ngon mà nó nói chung là nó ăn được nhiều hơn. Tính ra là thịt các loại luộc với cả ấy cũng không ngon bằng nướng. Nướng là ngon nhất. Nướng của nó bao giờ. Cái gì ngon nhất? Nướng. Con gà nướng. Ừ, này các bác nhìn này. Thịt phải được 3-4 xiên đấy bác nhỉ. Được. Đang lò quá làm sao xuống được núi, may quá trời nó lại hanh lên, nó nắng lên. Bác xuống núi làm gì? Đi xuống thì giải ngố một tí chứ. Bác định bao giờ xuống? Thì xuống một lúc rồi xuống dưới chỗ kia để đăng phim ấy. À dạ. Trời nó lại chuẩn bị mưa tiếp rồi này. Dạ vâng. Mưa không? Liệu mưa không? Có đấy ạ. Mưa rét đấy à? Vâng. Thế phải xuống lấy chăn đấy. Bác chăn. Có cái chăn 37 độ rồi thế. 37 thì ăn thua thì cái chăn kia cũng còn rét đấy. Bác xiên nhé, xong tí mang vào lướng bác nhé. Ok, rồi. Phơi quần à? Xính. Úi dồi. Thằng này nó áo thì có nhiều, quần lại thiếu. Phải phơi giặt nhiều phơi ra ngoài kia chứ. Ăn miếng sáng không? Đâu cho anh xin miếng nào. Đấy cắt tóc này phải đẹp trai không? Nên các bác khen vỗ tay ầm ầm. Nói là phải nghe. Không mà để nó giả dàng tí. Để bán à? Nếu mà các bác nói thế thì tôi cắt đi. Không để nữa. Nhức hết đầu phải nói một tí đâu. Ăn tắn. Thôi xong rồi. Hay cái quần. Thôi. Nó không một cái mà đấy mà nó luôn luôn đến chỗ này. Thôi. Thôi. Cái quần cuối cùng là cũng đã bị cháy mất. Cái mặt thế này thôi. Mặc làm sao được mà mặc. Ôi, chắc là chín rồi đấy. Có lẽ nó chưa kỹ rồi. Lấy cái đũa châm xem nó mềm chưa em ơi. Nó người kia ơi. Thịt luộc là cứ phải cho nó mềm mềm một tí các bạn. Yeah. Được rồi. Okay. Được rồi đấy. Bây giờ là chỉ có mỗi nướng thịt thôi đúng không ạ? Thế thì cô ơi, cô bắt cái này để bên cạnh này các bạn. Ở trên nhà thằng Xính này, thằng cháu Xính này thì ôi, nó nuôi cái con gà chán quá. Ăn cứng con gà dưới quê bà ăn mềm, mềm ngon. Yeah. Ôi đây ăn con gà nó cứng, dai quá. Ăn đau hết răng. Ôi, con gà chỗ nhà bà, cứng nhai nó mềm mềm ngon. Không phải đâu. Hôm nay có thêm món thịt nướng, thịt luộc. Có canh rau gì không em? Có rau cải đấy. Bác Hải lên đây giúp các em ấy định hướng trồng nhiều rau vào, đỡ phải đi lấy rau rừng. Mình chủ động với rau củ. Rau năm nay là Xính nó ít đi chứ. Dạ. Mọi khi coi như vặt cả quẩy tấu không hết. Chứ ở trên này đất cát thì nhiều nhưng mà rau lại chẳng có. Khói quá. Sáng ăn mì tôm hả bác? Linh tinh. Ăn mì tôm cho nó thông dụng. Sáng mà dậy đói có một gói mì tôm, mấy cả rau cải là tuyệt vời. Tiện lợi. Dạ. Món thịt nướng hôm nay là nhạc trưởng của bữa cơm ngày hôm nay, đại tiệc. Đại tiệc nhạc trưởng phải là Xính một chân. Xính một chân. Vợ nó không phải một chân đâu, ba chân đấy. Vậy à. Nhưng mà em này được cái là biết nghe lời, cũng rất là ngoan, nghị lực. Nhưng bác Hải làm nào cho em ấy phân bổ
trồng cấy chăn nuôi nó ra quy mô. Mùa nào cũng có cây, có cỏ, có rau. Mùa nào cũng có thức ăn. Không bị phụ thuộc nhiều quá. Đây thì có phải mua rau mấy đâu, ít lắm. Lại còn sắp tới thì lại có còn mi nhủa me me nữa thì. Đấy bác bảo xem là bảo đi khám đi 3 tháng rồi. Hôm trước cháu giận bảo là đi siêu âm đi. Xem là phải xuống siêu âm sàng lọc xem là có bị làm sao hay không mình còn biết. À đây này. Lại giới thiệu cho Phang Phang biết này. Nhà xính khác người lắm. Mang thuốc ra đốt đi. Đây. Đem thuốc ra đốt đây. Vâng. Cây này cây máu. Đúng. Cây này cây dây gắm. Gắm đại thụ đấy, cây này phải có 100 năm tuổi rồi. Cháu tưởng cây này là chặt ra nó có một vòng giống như máu ấy. Dây hạt gắm. Dạ vâng. Nhưng mà ngon nhỉ. Lửa nó nhiệt nó cao các bác. Hỏa lực mạnh. Cái này bác chưa xoay. Phang đúng ra gọi bác Hải bằng chú thôi. Nhưng mà cứ quen miệng gọi bằng bác. Gọi để cho nó vui. Tí nữa lại gọi bác Hải, bác cô Ngọc Thủy. Các bác lại chửi cho. Bác em nữa chứ. Vào nhà cháu chào bác nhá. Nhưng mà vợ chào chị nhá. Rau cải đây hả cô? Đúng rồi, đây rau cải dừa sạch rồi. Để tí nữa nấu canh nữa là xong. Vâng. Ngày xưa cô 18 tuổi cô có sinh không cô? Cô cũng không biết nữa. Nói chung là nhà thôi ở với bố mẹ thì nói là chó bị đánh gãy chân liên tục. Bọn nó vào nó kêu xong rồi là không được là nó đánh chó với cả phá bờ rào nhiều đấy. Cứ nói thế. Tán không được là chó mèo là gãy liềng xiềng chân. Phá bờ rào chứ. Hôm nay có cái món thịt nướng này ngon đấy nhỉ. Dạ. Cô ở đây thì cô phụ nữ cô nhắc vợ chồng em ý thì là nhắc dạy em gái em phó này là bây giờ có em bé thì là phải kiêng cữ cái gì đi lại hoặc là ăn uống như nào. Phụ nữ thì dễ nói chuyện với nhau hơn. Phụ nữ thì dễ nói chuyện nhưng mà cái tục lệ của người đồng bào dân tộc Mông nó khác với lại người dưới xuôi mình. Thì thế thì mới phải cái gì nó không đúng thì mình phải tuyên truyền chỉ bảo các em ý ạ. Bây giờ chữa 3 tháng rồi vẫn còn chưa đi siêu âm để mà ấy. Không, cái đó thì phải đi. Nhưng mà cháu nó bảo là bây giờ là phải đi tìm châu thì lúc đẻ nó mới dễ. Sao đi tìm châu ạ? Đi tìm châu thì dèo lên dèo xuống này thì lúc đẻ nó dễ. Thì cái việc là vận động là mình vẫn vận động rồi. Đấy, nhưng mà có cái là đừng nắc nó thế xinh. Đầu nó, óc nó chưa phát triển, nó chưa ổn định, cứ lắc nó thế. Dùng ít thôi, anh nói thật. Trẻ con nhiều đứa vừa mới đẻ ra được 3-4 ngày á. Đã đấy. Nó nhảy giường mà. Nó cứ cậy. Dùng loạn lên. Nó cậy vào mỗi. Ôi. Thằng chính con nó thế. Đừng có nắc nó như thế. Cho bố xính bắt con ăn à? Đấy. Xính bắt ăn giỏi lắm. Ép phải ăn. Quạt này cho nó nhanh chín. Cho nó có nhiệt thêm. Tí bác phải đảo cái ở trong cái rang bên ngoài. Không. Bây giờ. Đưa qua trong cái phần kia là nó cháy đầu. Bác xoay đi bác ơi. Đấy, miếng trong xiên ở trong nên là mình đổ ra ngoài đó. Đây các bác. Vàng ưa mò. Ba đời đồng nghề nướng thịt đấy. Đời chú đời thứ nhất đang học. Đời thứ hai, thứ ba thì đang làm gì ạ?
không? Trong quảng cáo hết. Nói chung là nhịn được chứ nhỉ? Chú xoay đi chú. Thái vớt thịt ra để chuẩn bị thái nhé em nhé. Đấy, nước luộc thịt cho vào đấy, cho canh rau cải vào các bác. Ở trên vùng cao người ta ít nấu cái này đó. Người ta đây ra đây. Em có thèm ăn gì không ạ? Có thèm ăn gì không? Thích ăn rau à? Nhưng mà không cho ăn đâu. Hả? Bố là bảo là ăn gạo ấy mà em ngủ quá em bé. Đâu mà phụ nữ mà trước khi ấy là 3 tháng đầu, 3 tháng cuối là quan trọng nhất. Nên là thời điểm này là phải bổ sung chất dinh dưỡng. Có bảo là ăn vào đó, nó mai nó bổ nó to không để được. Ừ, đâu phải thế đâu mà. Mỡ của bố bảo là không ra ăn bất cứ thứ gì cả đâu. Là mỡ á? Ừ. Vậy. Đấy là không hiểu biết. Như kiểu ngày xưa các cụ không bảo cứ bảo ăn cơm với muối ấy. Nên làm sao nó có chất được. À, con kia không thái được thịt đâu. Con kia là con cắt từng ong thôi mà. Con kia để cắt từng ong. Được rồi các bác. Ui xời, tuyệt vời luôn. Đấy, nào. À xài. Đấy. Đúng là có cao thủ nướng. Dạ. Phèng là kiểu thạch xanh. Đây, để cháu thái thịt cho. Ôi, con dao này giống dao cắt ấy nha. Cắt sáp ong. Đúng rồi, sáp ong thì bén nó đấy. Dao của chú mới gửi lên đấy. Gửi mà chú đóng vào hộp đây chứ. Vâng. Từ Tân Tây về rau này. Ở trên Hà Giang này không có rau cái đấy đâu. Rất là lo. No gai à? Gai bùa à? Ông lo mọi cái cho chính người gì ông này này. Từ ngon chưa các bác này? Bố chỉ thế này thôi nhá. Ok. Ông trẻ đũa đũa. Đúng là ông xinh. Thịt nó phải có tí ba chỉ, tí mỡ, tí da mới ngon các bác. Nguyên nạc này thì cũng không ấy lắm. À, cho ra đĩa hay là để ra đây em? Có khi làm cái lá chuối nhỉ? Giải luôn ra đây. Vâng. Để cháu lấy lá chuối. Nó là ngoài người ngoài sàn kia nhỉ? Ừ, ngoài mát rồi. Ngoài mát trời mà. Đông người. Không có cái gì để nâu cái đầu đi rồi. Đây đây, bọc lấy cái dao bọc phát đi để xong. Nè. Ui, không hài để nào kinh quá. Đây đây đây. Không chặt cho cháu. Bây giờ cái chỗ này cái do bẩn nhưng mà lúc nên nướng kỹ rồi. Bây giờ có con vi trùng là chết hết rồi đó. Bây giờ xoay thế là nó chóng lại. Cháu ơn, đấy cái đũa vừa làm xong các bác. Ăn xong lại thả về tự nhiên luôn. Bốc bằng tay à, vâng. Đây. Đây chưa hiểu năm quân nhỉ. Thịt nướng là ngài, gài à hay ngài em? Nó gài. Nó gài.
quả là ăn cái gì nhỉ? Anh thấy nhỉ? Tiến quả là ăn thịt lợn, ăn cái gì ấy nhỉ? Thịt nữa. Thịt lợn đi. Thịt lợn đi. Anh là tiếng Dao anh? Tiếng Tây rồi. À tiếng Tây à? Nhưng mà chỉnh cái gì cũng được. Nợ mu. Tu mu à? Nợ mu. Tu mu là con nợ đúng không? Tu vài là con trâu đúng không? Tu hoi con ốc, tu lọc con chim, tu lình con khỉ. À, tu bánh khuân là con muỗi. Này là ăn cơm ở ngoài các bác nhé. Đây. Này là ăn ở ăn ngoài này trong mát. Đây, đúa đấy. Đúng về thiên nhiên luôn. Mọi người xong rồi lấy canh ra đây ăn thôi. Giỏi, đây thì mát. Tuyệt vời các bác. Nào các bạn, ra cho kia đi. Ăn đường chấm hai bên. Đấy. Thôi rồi, từ từ bới cơm. À, mời các bác ăn cơm nha. Này cơm nha. À, vâng. Em mời anh nhá. Dạ vâng đây. Rồi, mời tất cả quý khán giả trên kênh của Phang Phang ăn cơm cùng với đại gia đình của cháu Xính. Nó cho một cái vào mùa ấy. À, thế. À, cháu mời bác Hải đi, mời cô Ngọc Thủy, mời em Xính. Cảm ơn. Mời Pó. Cháy của em nó hơi đen. Nó mó đây. Vâng, cháu mời bác nhá. Thôi mời cả nhà ăn cơm nhá. Mời cả nhà. À, em mời anh ăn cái thịt nướng này, ngon lắm. Anh cung cấp cho chú Hải à? Có đấy. Nó như con sâu ấy nhỉ. Đây. Cháu mời cô nhá. Mời cả nhà nó mó đây. Xính này. Vâng, em cắt lấy. Mình chia thịt trước. Có anh đấy. Có thì ăn cháy à? Cho anh một miếng cháy nào. Hơi đen các bác. Vâng. Rồi mời các bạn ăn cơm nhá. Mời đại gia đình ăn cơm nhá. Là món canh rau cải này. Mời khán giả trên kênh của Phang Phang dùng cơm với gia đình của cháu Xính cùng với tất cả mọi người. Cảm ơn cô ạ. Rồi, bác em. Đây giờ chơi hết một hẳn một sâu thịt vào đấy rồi gì nữa. À, bữa cơm này ngon các bác, bởi vì ăn ở ngoài không gian bên ngoài rất là ngon. Hôm nay được ăn cơm với anh tên là gì vừa nói nhỉ? Anh Khánh các bác. Khánh Sky. Này, bác Đồng Hải và lần đầu tiên ăn cơm với cả cô Ngọc Thủy. Em Xính này các bác hôm nay là nên đã cắt tóc rồi. Đấy phải như thế cho nó đẹp, cho nó sáng sủa gọn gàng. Đấy đẹp trai luôn. Hôm nào em xuống nhà anh chơi nhá. Anh đang ở với ai? Anh đang ở anh Khánh. Ở với bố mẹ hay là ở với ai ạ? Anh trai. À anh trai vâng. Được. Công việc hàng ngày là ngày nào cũng đi lấy củi à? Dạ vâng, anh ăn đi. Rau cải trên này nó mềm các bác, nó kiểu là không bị cứng, kể cả bắp cải như thế, rất là ngon. Có là bây giờ 3 tháng đầu này thì cứ thích ăn gì thì là phải bảo Xính nhá. Bởi vì 3 tháng đầu rất là quan trọng. Thịt ấy rất là ngon. Dạ. Nhưng mà lắm lúc mình phải nhịn thịt. Ăn kiểu quen mồm đúng không? Mai không có không ăn. Không phải quen mồm. Dạ. Thế là như nào ạ? À? Đến nhà người ta, mổ ra con gà ngon lắm. Dạ. Vừa thò tay ra đi gắp cái gì đó. Lấy rau ăn đi cháu à. À thế à. Lại quay sang bắt rau. Cái này là rau xanh. Thì đến lúc lại định thịt ngon quá hấp dẫn lại vừa định lại lấy rau ăn đi cháu à. Ồ đấy. Không biết ăn cái nào. Đâu lại đây quay đây chứ. Yeah. Quay về rau này thôi. Lại quay về gắt rau. Gắt thịt nữa. Đến hôm sau thì họ mới mổ con lợn, họ bảo là ôi hôm nay thì hết rau gà rồi. Lấy mổ con lợn này làm rau ở trên bỏ mẹ. Ngày qua. Nói chung là bà con trên này thì cũng không dám gọi là sang ấy, là thịt mà là rau xanh với cả rau. Nên là các bác có lên vùng cao ăn thì bà con mời ăn rau thì các bác ăn thịt. Đấy, còn mời ăn rau xanh thì các bác ăn rau xanh nhé. Không không phải để bị như Đồng Hải đấy nhá. À. Bác ăn rau đi bác. Vâng. Lấy rau ăn cho cháu à chứ. Nhưng mà đúng ra trên này nhiều lúc bà con chỉ có mỗi một cái nồi cái bát canh này. Với cả bát ớt nữa, ớt với cả bột canh, muối này. Ngon. Quá ngon nhỉ.
nước mắm này ngon không? Có. Nước mắm này em mua dưới kia hay là... Nước mắm này từ Thái Lan sang đấy. Nước mắm này bên... không có bán. Dạ. Người ta chỉ có nhà sản xuất chẳng hạn để đến nơi cho người sản xuất thì được ăn. Ừ. Không có bán ngoài thị trường kể cả. Ông về đến cái cửa hàng to nhất ở dưới Hà Nội cũng không có. Tuyệt đối không có đâu. Không chỉ có ở nhà cháu Xính. Không, ở cái nơi sản xuất ấy, nhà máy sản xuất. Không bán ra ngoài. Thế hả? À? Có thể cũng cho biếu tặng ra thứ được nhưng mà không bán. Ừ. Bác Hải với ở cô Ngọc Thủy đến đây thời gian mà dài dài nữa thì cố định hướng cho em ấy trồng cái cây gì, nuôi con gì. Đấy, thời gian tới là mong là Xính là chịu khó phát triển kinh tế. Chú Hải cũng đang có hướng như vậy đó. Dạ. Nói chung là cũng cái gì cái nó phải từ từ. Không thể là ngày 1, ngày 2 mà. Dạ. Mà có thể là làm được. Bùm bùm bùm. Cứ phải dần dần từ từ. Sao nó không nghe à? Nó không muốn lái xe nữa. Nó ăn no chưa? Đấy, đứa này là tính ra là mẹ vừa đẻ xong lại có em bé luôn. Nó tính là coi là 2 năm 3 đứa. 2 năm 3 đứa. Thì xong bắt đầu đèo đi học được thể nó không. Cứ năm nay không đèo, xong rồi sang năm lại đèo đứa kia thì lâu nhiều quá rồi. Nói chung là như thế là hơi dày. Không, nói 3 năm 2 đứa thì chắc là quá dày chứ không hơi dày đâu. Không có đâu. Nó chỉ quá dày chứ không hơi dày. Tại bây giờ bầu mấy tháng rồi thì 5 rưỡi một đôi rồi đó. Làm gì em? Dạ. Cho thằng bé này nó dùng. Lúc thằng này được 5 rưỡi là thằng kia ra đời. Dạ. Nói chung là 2 đứa thôi Xính nhá. Không, một đứa chăn trâu, đứa chăn dê. Gửi 2 đứa, không có ăn, gửi 3-4 đứa. Xính bảo thằng này là thằng thóc, thằng sau là thằng lúa, thằng lúa. Thằng ngô hả? Thằng sau thằng ngô. Còn thằng nữa, thằng sắn nữa. Thôi, 2 đứa thôi, đã khó khăn rồi. Bây giờ thì nếu mà không có ăn thì để 2 đứa thôi, còn nếu mà có ăn thì để 2 đứa thôi. Còn nếu mà không có ăn thì để 3-4 đứa. Để nhiều này đến lúc là không nuôi được. Thế là ông nào nói đấy? Sùng có biết đến tiền ăn là thế mà. Nhưng mà Xính hôm nọ cắt tóc của dưới kia hết bao tiền? Chú Hải cắt không? À chú Hải cắt à? Chú Hải lừa cắt này. Bảo cắt cho 500 nghìn này. 400. À 400. Đấy phải cắt đi nhé, sạch sẽ. Nói chung là có nghĩa là tự dưng cháu có ý thích nhỉ? Nhìn thấy mấy ông nghệ sĩ cứ buộc tóc này đúng đúng thì trông nếu mà nhất là hồi này hội phượt ấy, nhưng mà người ta là ở thành phố. Không, người ta có điều kiện. Không, nói chung nhìn họ thì được, nhưng mà nếu mà nhìn Xính mà hôm buộc thì giống giống con khỉ cứ hỏi nghệ sĩ thế bên trên. Người ta mới quyết định cắt. Ở dưới kia là người ta không phải đi làm nương làm rẫy, nó không vướng, với cả người ta tắm gội thường xuyên. Đây mình trên đồng trên nương đi làm cỏ lắm kiếc nó bụi đầy vào chứ. Người ta đi chơi thì mới được, thế không? Nói chung sau khi nghe động viên, đầu tiên ông bảo thôi, gặp người dưng. Thì tứ thế, để cho nó hơi khác khác một tí. Chứ có. Hôm trước là người rừng á, đây là người rừng trở thành người nhà. Video của Phen Phen là hôm nay lên thăm nhà Xính. Đấy cả hôm trước các bác bảo là lên bảo là Xính cắt tóc đi, nếu mà Xính mà không cắt tóc nữa thì không lên nữa. Thì Phen cũng nói thật với các bác là nếu mà nói em không nghe thì thế hôm nay cắt rồi nhá, chào tất cả các bác nhá. Đấy là Phen cũng tất cả các bác luôn luôn mạnh khỏe nhá. Là cũng không biết hôm trước cũng khuyên bảo là xuống đi cắt đi, thế hôm nay cầm cả tông đơ lên đấy. Nên là nếu mà em mà không cắt là Phen đã cắt đấy, thì hôm nay cắt tóc rồi. Chia sẻ với các bác có 2 cái, một là Xính cắt tóc là xong rồi, thứ hai là cô Ngọc Thủy bạn của chú Đông Hải là hôm nay là lần đầu tiên gặp đấy, chia sẻ về bữa cơm gia đình, ăn cơm với gia đình em Xính. Cũng mong là thời gian tới là chú Đông Hải với cô và có thời gian đấy nữa thì định hướng giúp cho gia đình Xính trồng cấy chăn nuôi cho cuộc sống tốt hơn. Với cả bó là đi siêu âm đi em nhá, để cho nó biết được là sàng lọc. Chứ 3 tháng này chưa siêu âm. Sàng lọc cái gì nhỉ? Thì bây giờ mình cứ phải... biết là bác sĩ dặn thì mình nên nói dù là có thể là mình thưa ra hơn một chút.
có như, nhưng mà nó không được phép để nó quá, có như để xem nhớ nó cái có những cái vấn đề gì nó không tốt chẳng hạn thế thì mình người ta cũng xử lý ngay từ ban đầu. Nha xính em đưa vợ đi đi khám đi nhá, đi siêu âm nhá, hiểu chưa? Vâng. Để biết được là cơ thể thai nhi nó phát triển như nào, nó đầy đủ mọi chức năng không. Bây giờ mình phải đi khám sàng lọc đầu tiên, siêu âm thì người ta mới biết chứ. Hôm nay rảnh anh đi. Rảnh là bao giờ? Chắc mai kia rảnh. Đấy, bây giờ mới là thứ hai, thứ ba thôi. Là đưa đi nhá. Chia sẻ với các bác. Còn đâu hôm nào là khám xong về như nào thì nếu phèn lên được thì... Hôm nay thứ ba rồi. Dạ vâng. Thế thì trong tuần này thôi, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Đi khám đi em nhá. Ok. Đấy, thì là chia sẻ với các bác sau. Giờ phèn xin chào các bác. Cảm ơn các bác đã xem video của Phen. Và cũng có một cái mà Phen đang mong muốn là hiện tại kênh YouTube của Phen là đang 170.000 người đăng ký. Và từ giờ đến Tết nó cũng còn hơn 2 tháng nữa, gần 3 tháng nữa. Rất là mong là các bác yêu quý Phen, mong Phen là làm tốt hơn, cho Phen chút động lực. Các bác đăng ký ủng hộ cho kênh của Phen là thời gian tới là lên được 200.000 từ giờ đến Tết. Đấy là cái điều mong muốn mà cái món quà đặc biệt cho Phen. Thì các bác nào đang xem TV ấy, thì các bác có thể nhờ con hoặc là những người thân trong gia đình mà trẻ giúp đăng ký. Bởi vì Phen thấy các bác xem TV nhiều, các bác cũng chưa biết cách đăng ký. Thì một lượt đăng ký, nó chỉ đăng ký để các bác tăng cái lượt từ 170.000 đến 200.000 người đăng ký. Thì là cũng là mong muốn là một món quà tinh thần. Rất là mong là nhìn thấy sự phát triển của Phen trong thời gian tới. Nếu các bác yêu quý Phen, xin các bác giúp Phen đăng ký hoặc là chia sẻ, ấn like cho video của Phen, kênh của Phen phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Giờ Phen xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phen. Xin chào các bác. Chào tất cả các bác nhá.